Đó, có xà bông lên rồi đó. Nãy đẩy là 15 phút, bây giờ là nửa tiếng rồi, có tiếng hả? Rồi cho sạch nhau. Trời ơi, chị gọi không sạch mà chị la gì chị? Lôi gọi lôi ấy thì cho nó sạch kìa. Lôi gọi sạch đi, tôi làm gì bà? Nè. Không để nó đổ. Ê không, ê không, tao không biết đứng mặt. Đổ bài luôn. Ba biết cả bà rồi. Chà chà chà. Chà đi, chà mạnh lên. Hết xà bông chưa? Hả? Hết chưa? Trời ơi, trời ơi, vậy? Em gọi phụ đi, phụ đi. Tay tay gọi là người mang thạch. Làm vậy lâu quá nào. Lấy đủ con quỷ nó ra đi, ghê quá. Con gì? Trong mối. Rồi rồi, trong mối. Đây, nói chung là tươi sáng rồi. Trời ơi, chị em đi gọi đầu chứ bả mà phải chửi cho Tám ơi. Chửi. Mày gọi hoài, mày đứng mày gọi hoài đi. Đó, cái nhà nhỏ nhỏ gì dễ thương lắm mọi người. Bị ngang 4 mét, bị dài 2 mét mà. 12. 12. 12 mét. Nối thêm mới gọi tắm. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên nữa. Tắm thêm mạnh lên nữa. 2 mét rưỡi nữa, 14 mét nữa. Mạnh lên. 14 mét rưỡi. Mạnh lên. Mạnh lên như thế chứ. Mạnh lên nữa. Rồi. Trời ơi, cách. Rồi. Trời mà khốn. Nãy giờ là tổng cộng là chị Thảo Sương gọi đầu là 5 bịch xà bông. 5 bịch luôn. 5 một cái đầu 5 bịch. Quá dữ. Cào của bà ấy sạch kè để sạch rồi. Nãy giờ gọi 5 bịch xà bông chưa? Chưa sạch đâu. đây con đĩ khùng. Cái đầu còn sẽ không đi đâu. Cái mắt muốn chết rồi. Trời mày nghe. Bể. Đi đây. Ủa anh Cường. Dạ. À, nhà này giả hỏi là làm bao nhiêu tiền? Nhà này chưa cộng tiền nhưng mà theo kinh nghiệm của em là nhà này khoảng cỡ 170, nếu mà tăng phí nội thất là trên 200 á, nếu mà tính luôn đồ là trên 200 á. Tính luôn đồ là trên 200 nha mọi người. Có 220, 230 á. Không quá tai. Nhưng mà chưa có cộng. Vô rồi. Hết rồi. Đi đi rồi. Hết bọt rồi. Hết rồi. Mấy bịch chưa? Cô giáo sư. Tôi đã sửa được. Ôi chạy à chạy ôi. Chị thế. Hả? Vâng cho mày hay cho ai chết. À chạy. Chạy. Chạy mặt luôn.
Đây gọi cho. Nó mặc vô đây. Em bỏ cho đi. Thôi 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 thôi. Lâu quá không có clip hài nữa. Hết rồi, hết xong rồi. Hết xong rồi má ơi, đi ra đi. Ở trống hoài. Hết rồi, hết hết rồi. Thôi. Đầu mũ quá, đầu mũ quá được. Chén mũ kìa. Ngày mai đi luôn. Hai vợ chồng trong quần nữa. Hai vợ chồng nãy giờ hai chồng tắm chung với nhau. Cha ơi, út dẹp luôn sao mà đi nữa. Ai mà nhát cho con nắng nói đi. Ê. Ê. Sợ nắng mối. Sợ thương. Sợ con nắng mối tôi đi về đó. Sợ thương ơi. Ừ. Để đây nè ngồi. Ngồi nè, nói mời Phiếu ngày mai qua chơi cho Phiếu hỏi nè. Phiếu nè. Phiếu mai. Ơi. Đó. Qua chơi Phiếu ơi. Ngày mai qua chơi mấy giờ? 5 giờ. Chị mời em qua chơi. Mẹ che dù lên đi đi nắng. Mẹ che dù đi nắng, cầm che đi nắng. Ngày mai ba đã 20 bàn lận. Chị xuống đi chơi đi. Cầm che dù đi. Nó xuống chơi đi còn có gì chở xuống gì thì cứ xuống chơi với bà che đi để nắng nha. Không thì giờ chỉ là chị em cũng xung họp ngày mai đi thì lâu quá chị em không gặp lại thì sẵn dịp đây chị xuống đây chị thăm em chị em mình tâm sự tâm sự là chính đi ở trong nhà tháo xương nắng nè cả nhà bị đen cái tài khoản kìa Lê Lê ơi kìa quá chị. Kìa cho là bạn giùm đi. Ai ủng hộ nè. Kệ ai ủng hộ của lòng nhiều để ngày mai tăng gia nhà bả đó. Nói chung là giờ chị Sương có chấm điếu nhưng mà ai ủng hộ thì ủng hộ. Không chấm điếu. Có chấm điếu không? Quá trời tóc ngắn mà gọi tới giờ 7 bên xà bông. Nó vừa nó lộ hoài tới cái số ngộ mà tới. Nhìn lại tao mất xà bông tao biết à. Cô ta Sương gọi 7 bịch xà bông. Mấy bịch xà bông luôn đó nha. Rồi mai chị xuống nha, cỡ 3-4 giờ chị xuống thì chị em uống cà phê đi rồi. Tới giờ đãi khách rồi chị mình vô tung tăng rồi luôn, hiểu không? Vui vẻ. Nay tăng gia nhà cô ta Sương là mời toàn hai đồ hai vợ cái gọi áo gì kìa. Phong Thanh nói gì kìa, đặt hai cái áo phòng nữa. Nửa tháng chưa thấy luôn. Ôi trời ơi, chị sorry em, chị quên em ơi, để chị về chị về chị tiếp cho. Thông cảm nha, từ giờ dõi video bây giờ nó cũng mà bị ồn khì rồi. Bây giờ thông cảm với em ơi. Rồi ghi số tài khoản ngân hàng Agribank của Võ Hồng Phú đó nha. Rồi có ai ủng hộ thì cứ ủng hộ, chứ Diễm Mưa không dám kêu gọi. Nghỉ mệt đi, trời đang mát. Như là có thương nè, thương những người mà có hoàn cảnh khó khăn như chị Thảo Sương. Thì nói chung cái nhà này á là Mạnh Thường Quân quyên góp chứ không phải là tiền của chị Thảo Sương. Bán có gì ra nha. No, rồi, ngày mai có gì đi, chị tới đó đi em đón cho. Ok. Cái nhà ngã ba. Không là qua khỏi trạm thu phí chút xíu thôi. Tới ngã ba. Đây bà trạm thu phí anh trạm thu phí tới đây mấy cây số anh? Chừng 2 cây mấy à? Thì bây giờ nói mấy bây giờ nói tới trạm thu phí chút xíu là tới chị. Qua trạm thu phí chút xíu là tới đó chị. Zalo gì một số mấy vậy? Thôi chị. Chị Thảo Sương bấm trúng số á mọi người. Trúng số. Nè ghi lại dấu á. 0963. 0963 chưa? 0963411. Nhắn tin inbox đi. Nhắn tin đi thì bây giờ con có ngân hàng đó thì có chuyển thì chuyển vô đi chứ đừng có Zalo Diễm Hương không có đâu. Còn nếu mà mọi người muốn bấm số điện thoại thì giờ
cho số thuận của thật. Cảm ơn nhiều nha anh Miếp Phượng. Rồi chứ, rồi cô ta vô mà. Đọc bài liệu đi chị. 033611. Cái nhạc gì là không có không bán quyền nhạc Lumiere cho bà nhảy đi. Ê mày, Nguyễn Tâm Anh. Ê mày hát là sao quay? À, đánh ọt được, nó đánh ọt nó phối kia nó phối rồi. Ờ bình thường. Nó quay được. Nó nói nó hát. Không giờ giờ em với chị đã lên tập chuyện, tập kịch cho ngày mai đi để mai chị khách chơi việc mà chị hát nhạc không em ai nghe. Nghe mai mê anh vô dĩa chị người ta cũng có vậy. Không có, ngày mai Mỹ Lương sẽ hát với chị Thảo Sương là trích đoạn tiếng trống mê lên. Bây giờ em kể cho cô lại Lương. Nay giúp đời khăn tan đi dốc bàn thờ. Bữa liếm lâu thần. Hương khói nhẹ xin chào, chứ dám lại đi lại tư nhân chết xin ta. Ê, đang ác tù làm gì vậy? Lại đi, lại nè. Lại tư nhân chết xin tà tội, chứ không đủ được. Anh đi bàn đó, có ghi trên màn hình đó mà. Vui rồi chứ hả? Chào Quân Bắc ủng hộ 100.000. Cảm ơn em chào Quân Bắc nha. Em vậy, chị chưa hát một hai bài tiếng Việt các bạn. Hát tiếng Việt, hát cho em nè. Hát đi kìa, má ơi. Trời, xương BD hát đi. Hát. Thì hát đi cho tao nghe. Đúng rồi. Phiếu, chúc mừng Thảo Sương, cảm ơn Phiếu đây. Rồi, cảm ơn em. Mai gặp á. Mai gặp mày. Làm bài tao bán nha. Rồi ok, nhận được rồi em ơi. Hát đi bà nội, cụ RBD cho người ta nghe đi. Đúng rồi. Ê, ngày mai em chi hát cụ RBD nha. Rồi mấy em kìa. Cái ngán gì? Bà gái thiệt, bà hát BD. Tôi cái đê mà tôi hát có tiếng. Bà ngon, có bà gái thiệt, bà kêu hát nhạc BD. Ờ, giống gái quá. Quá chém quá đủ. Thắng thuộc chứ không hát. Ca là gì mình thuộc bài gì mà ca nói cho người ta lâu rồi. Người ta trên đó ta nói ra lâu rồi chị Thảo Sương không hát kìa. Rồi BD đi má ơi. Mình phải tập giờ đây. Trước ngày mai mình diễn. Ngày mai thì chị phải là hợp trái hết mình đó. Chứ mà ta tới đây rồi bà ngồi đấy ca là chim cút chim quạ đâu. Ừ. Ngày mai bà lộn mèo nó mới được đó nha ông. Lộn mèo. Bà phải lộn mèo. Ngày mai bà phải lộn mèo á. Tôi cho bà biết gì đó. Rồi nè. Lấy xuống. Mà xuống đây, mà xuống đây. Anh đừng nói mày tầng giao cho bà đi chì và đeo nè. À, đó, rồi má ơi, má ơi. Quá giàu luôn. Ôi ơi. Ôi ơi. Trời ơi, cho bà cũng chì. Rồi, tầng cứ đi xanh cho bà đó. Rồi bà hát cho ta nghe đi. Rồi ông lợi tới rồi kìa. Vô đây. Hát đi. Ê, hát nhạc cao mê cũng lường nữa, hát lâu rồi tao không nghe chị hát kìa, pha tin nè. Quá luôn rồi, lạ sư rồi. Bây giờ chị tặng fan đi một phút nè, người ta nghe nè. Anh lên. Còn nhiều lắm, đủ nhiều lắm con ơi. Hát đi, hát đi, hát đi. Hát gì không được. Hát nhà cơ me. Hát không được, hát cô ta hát không được. Hai, ba. Đủ, được. Hát nhà cơ me cho ta nghe đi. Hát không được cô. Ờ. Ok, cái chuyện này sẽ tập ok nha. À, đẹp thiếu sáng nhà, ok em giơ tay bật đèn đeo đi lên tặng cho chị ngày mai đó. Không có tiền cho ta không có tiền đó. Cảm ơn Bùi Văn Hà ủng hộ cho Thảo Sương nè. Cảm ơn Bùi Văn Hà đi. Cảm ơn Bùi Văn Hà đó. À, chúc người ta là chúc chị vui vẻ nghe. À, lắm mắt tài đang có tiền đang ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chào chị ơi, Jason gì vậy? Jason Trần nghe không? Là chuyện của chị Thảo Sương. Minh Tung đang trong nhà. Minh Tung đang trong nhà. Rồi nè. Đó, con mở về rồi. Rồi. Sức trong nắng nè, giờ đi chơi nè. Cảm ơn em gái của chị nha. Trời ơi, chú có để cái sức gì mà vô đây còn chưa khô hả? Quảng cáo kìa. Sức trong nắng lên nè. Trong nắng kìa. Nói chết nó mặt đi. Sức lên. Sức lên. Em nói đừng có chịu. Rồi sức lên, chạy ra đều đi. Chạy ra. 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 Cứ để gì luôn đó. Ờ giờ cứ nhìn cái máy này chiêu nữa mà nhìn đây nè. Chà ra cho đều đi, sức chống nắng cho đẹp. Chà ra chà. Chà mắt tao muốn chết luôn con nữa. Chà ra chà, nhìn trường mắt ra. Trường mắt ra chà nhanh lên. Chà mạnh chứ ạ. Sao mắt rồi. Trời ơi nè.
Rồi nè, thấy